trò chơi trẻ em như cả nhà. Nè, đây là cái trò chơi mà ngày xưa mình hay chơi nè cả nhà. Nhỏ mình hay chơi nè. Khi mà cái đồng tiền nó rớt xuống thì ở trong cái băng tải nó đẩy ra, nhưng mà khi mà nó đẩy ra thì mình rớt xuống mình mới lượm được. Đó. Đẹp không cả nhà? Rất là nhiều trò chơi luôn đó nha. Cô lên đấy cả nhà.